Vâng, sau đây xin kính mời quý vị và các bạn thì hôm nay em sẽ test cái cặp loa một cái thương hiệu của hãng DAM model này DDS950 các bạn nhé, cùng với một cặp mic cũng cùng hãng luôn. Cặp mic mang model là cũng là DAM này. Đấy. Cái model của nó hơi khó nhìn, DWM1000 các bạn nhé. Đấy, một cái thương hiệu cao cấp các bạn. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, đợi người không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn, tình yêu vô cánh bay đi, mang về trả lại chẳng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng, tình như chiếc lá rất rộn bên sông. Hồi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, đợi người không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì, ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn, tình yêu vô cánh bay đi, mang về trả lại chẳng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng, tình như chiếc lá rất rộng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Vâng, và đến đây xin được kết thúc video clip. Xin cảm ơn và hẹn lại các bạn trong các cái video clip tiếp theo.